Lời tâm sự, nửa đêm sang phòng sếp, vờ làm rơi quai váy. Nghe câu chuyện anh kể, tôi xấu mặt vô cùng. Người thứ ba vốn dĩ là một thân phận chẳng hay ho gì. Tôi cũng chưa bao giờ có ý định trở thành một kẻ như vậy. Nhưng tôi phải công nhận một điều là sếp tôi quả thật là người đàn ông khơi dậy sự hiếu thắng và ý chí chiến đấu trong lòng một phụ nữ tự tin và kiêu ngạo như tôi. Tôi trở thành trợ lý của anh thông qua một cuộc tuyển dụng khá khắt khe. Tôi biết mình vào được vị trí đó là nhờ thực lực chứ không phải vì nhan sắc. Để rồi càng tiếp xúc với sếp thì tôi lại càng ngưỡng mộ và khâm phục anh nhiều hơn. Tài năng, ý chí và cả về phẩm chất đạo đức của một người đàn ông. Anh đã có vợ và 3 đứa con nhỏ. Vợ anh hàng ngày chỉ ở nhà trông con, nội trợ, già nua và lạc hậu. Tôi không hiểu tại sao anh vẫn có thể trung thủy với một người vợ như vậy, trong khi xung quanh anh có biết bao nhiêu người phụ nữ trẻ đẹp và tài năng hơn chị ta rất nhiều. Thật lòng thì tôi cũng chỉ dám thắc mắc và tò mò thêm một chút hiếu thắng thôi, chứ chưa bao giờ có ý nghĩ trở thành người tình của sếp. Kiểu như trước nay, tôi lúc nào cũng nhận được sự ái mộ của đàn ông, mà sếp của tôi thì lại cứ chơi như đá dù có làm việc chung, nên tôi cảm thấy cũng không cam tâm. Người xưa có câu anh hùng không có ải mỹ nhân. Tôi chẳng thể tin là sếp có thể cứng rắn và bản lĩnh từ chối mọi cám dỗ để có thể chung thủy với người vợ già nua đó. Tuần trước tôi và sếp có đi công tác cùng với nhau. Như mọi lần thôi, chúng tôi ở 2 phòng khác nhau của một khách sạn. Đêm khuya ấy tôi đã lên sẵn kế hoạch, mặc một chiếc váy trễ nải sang phòng sếp bàn công việc. Anh nhìn thấy tôi hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì. Quá trình bàn chuyện, sếp chưa bao giờ nhìn vào cơ thể tôi mà chỉ quan tâm đến công việc và nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ. Tôi thực sự càng không cam lòng hơn nữa. Tôi chỉ cần nhìn thấy ánh mắt tham lam xuất hiện trên gương mặt của sếp mà thôi. Tôi thực sự rất muốn nhìn thấy. Để thỏa mãn được sự hiếu thắng của mình, thực ra tôi không cần một điều gì khác nữa cả. Tôi chỉ muốn khẳng định rằng tôi là một người phụ nữ hấp dẫn, và ngay cả sếp cũng không thể nào lọt qua khỏi được ánh mắt nhìn tôi. Tôi việc gì phải hạ thấp bản thân đi làm kẻ thứ ba đâu. Lúc đứng dậy chào anh ra về, tôi giả đò bị tuột một bên quai váy. Chiếc váy rộng nên gần như hở hết phần bên trên cơ thể đầy quyến rũ của tôi. Tôi tin là không có một người đàn ông nào có thể rời mắt được. Thế nhưng sếp thì lại khác. Anh ấy khá rừng rưng. Anh ấy chỉ liếc nhìn một cái, sau đó thở dài rồi hỏi tôi có muốn nghe câu chuyện hay không. Tôi xấu hổ điều chỉnh lại váy áo rồi ngồi xuống nghe anh kể chuyện. Anh kể cho tôi nghe về tình cảm vợ chồng anh. Anh bảo họ đến với nhau từ 2 bàn tay trắng. Suốt quãng thời gian cơ hàn cực khổ ban đầu, vợ anh lúc nào cũng sát cánh bên chồng. Họ có với nhau 3 đứa con vì thích nhà cửa đông vui và con cháu đầy đàn. Vợ anh sinh đứa con thứ 3 được vài năm. Lúc đó gia đình anh đã khá giả hơn thì anh phát hiện bị bệnh nặng cần người hiến tạng. Và chị đấy lúc đó đã đứng lên không cần suy nghĩ, hiến tạng cho chồng. Bệnh tình cụ thể thì anh không kể với tôi, nhưng chắc chắn là tấm lòng của chị ấy đã khiến anh khắc ghi vào tận xương cốt. Cô ấy là mạng sống của anh. Trong khi cuộc đời chỉ có một người trở thành mạng sống của mình thì tất cả những thứ khác đều trở thành phù phiếm và vô nghĩa em ạ. Anh nhỏ giọng nói với tôi. Ánh mắt anh xa xăm như nghĩ về ai đó, mà lúc đó tôi có thể biết chắc rằng anh đang nhớ về người vợ với 3 đứa con nhỏ của mình. Tôi ôm mặt xấu hổ xin phép rời khỏi phòng sếp. Đêm đó nằm suy nghĩ, tôi nhận ra được rất nhiều điều. Đàn ông háo sắc là một cái nhìn thật phiến diện và vơ đũa cả nắm. Trên đời này vẫn còn rất nhiều những mối tình khắc cốt ghi tâm, sâu đậm không bao giờ, và cũng chẳng có gì có thể lay truyền được giống như tình cảm vợ chồng của sếp vậy. Thật sự bây giờ tôi chỉ còn lại sự ngưỡng mộ dành cho họ, chứ không còn một chút ghen tị về hiếu thắng nào nữa. Tôi cũng rất mong mình sẽ tìm được người đàn ông có thể bên cạnh, hai người nương tựa, sát cánh nhau khăng khít được như vậy. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng tôi đã gửi đến các bạn lời tâm sự của một cô gái tưởng rằng có thể dùng được nhan sắc của mình để chiêu dụ tất cả những người đàn ông xung quanh. Thế nhưng với người sếp mà cô ấy gặp phải thì cô ấy đã được mở mang đầu óc về việc nghĩ rằng tất cả đàn ông trên đời đều háo sắc. Tôi cũng luôn tin là như vậy. Không phải tất cả những người đàn ông trên đời đều tham lam những người phụ nữ xinh đẹp, còn những người phụ nữ trên đời thì lại đều tham lam những người đàn ông giàu có. Dẫu biết rằng trai ham sắc, gái ham tài, nhưng ẩn sâu trong mỗi con người, tôi tin vẫn còn hai chữ lương tâm, chứ không phải đánh đổi tất cả mọi thứ để chạy theo những thứ phú phiếm xa xôi. Và như các bạn đã biết, ngoại tình là một vấn đề rất lớn, ảnh hưởng đến hôn nhân, hạnh phúc gia đình. Thế nhưng còn tồn tại những quan niệm sai lầm về chuyện này thì thực sự hôn nhân rất dễ đi vào bế tắc. Các cặp vợ chồng đôi khi không hiểu rõ vấn đề ngoại tình và còn có những quan điểm sai lầm về chuyện ngoại tình, có thể khiến cho cuộc hôn nhân vốn còn có thể cứu vãn sẽ hoàn toàn đi vào ngõ cụt. Và chúng ta hãy cùng chia sẻ những quan niệm sai lầm về chuyện ngoại tình rất hay gặp phải dưới quan điểm của một chuyên gia tâm lý rất nổi tiếng. Hãy cùng đến với lời chia sẻ tiếp theo. Thứ nhất là quan niệm rằng ngoại tình chỉ vì những nhu cầu về thể xác. Thực ra thì nhu cầu này trong đời sống vợ chồng là một điều rất quan trọng. Có không ít những trường hợp chỉ vì không đáp ứng được nhu cầu của nhau mà vợ chồng mới nảy sinh mâu thuẫn. Sẽ có những lúc người vợ không đảm bảo được nhu cầu cho chồng mà dẫn đến việc chồng phải đi tìm những người phụ nữ khác bên ngoài. Đây là một quan điểm không phải sai, nhưng chưa hẳn là nó đã đầy đủ. Hôn nhân thực sự không phải chỉ dựa trên yếu tố về thể xác mà nó còn dựa vào tình cảm. Bởi vậy một người đàn ông yêu vợ thì sẽ chẳng vì lý do sinh lý mà đi ngoại tình. Có thể trong cuộc sống có những lúc người vợ cũng không thể nào thỏa mãn được hết những nhu cầu của người chồng, như là lúc bầu bí và lúc ở cữ. Nhưng mà nếu thực sự yêu, hiểu bạn, thương bạn, sẽ cảm thấy xót xa và đau lòng khi vợ mình mệt mỏi hơn là chán ghét vì không được thỏa mãn. Do đó đừng chỉ nghĩ rằng vì những nhu cầu về thể xác mà người chồng đi ngoại tình. Quan niệm thứ hai sai lầm về chuyện ngoại tình của đàn ông đó rằng nghĩ rằng đã là đàn ông thì chẳng mèo nào lại chê mỡ cả, ông nào thì cũng sẽ ngoại tình. Rất nhiều chị em phụ nữ cho rằng bản tính đàn ông luôn trăng hoa, thích ngoại tình, thích mạo hiểm, thích chinh phục. Đây là một quan niệm rất đánh đồng và cũng chưa hẳn là đúng đắn. Bởi nếu như nghĩ như vậy thì vô tình bạn đang đánh mất niềm tin vào chồng mình. Nếu như thiếu đi niềm tin thì liệu tình cảm vợ chồng có bền và chồng có thể vui vẻ khi ở bên cạnh bạn, khi mà vợ lúc nào cũng nghi ngờ rằng chồng đang đi với người đàn bà khác hay không? Hơn nữa nếu như mình thường xuyên cho rằng đàn ông chắc chắn sẽ đi ngoại tình thì nửa kia của bạn sẽ cho rằng điều này là một điều hiển nhiên. Quan niệm sai lầm thứ ba đó là ngoại tình vì bị mê hoặc. Khi người đàn ông yêu thương vợ thật sự thì sẽ khó có thể có chỗ cho người thứ ba xen vào. Thường thì mọi người vẫn cho rằng kẻ thứ ba chính là kẻ quyến rũ và mê hoặc đàn ông. Tuy nhiên nếu chỉ như vậy thì tại sao họ không mê hoặc một anh chàng giàu có, chưa vợ để được làm vợ danh chính ngôn thuận, mà lại đi quyến rũ của người đã có vợ làm gì? Điều này cho thấy rằng bạn cần phải nhìn nhận ai mới là người bắt đầu mối quan hệ này. Như đã nói ở trên, nguyên nhân ngoại tình sâu xa không phải ở phương diện về mặt thể xác tình dục mà chính là về tình cảm. Tình cảm của hai người có vấn đề nên mới có chỗ cho kẻ thứ ba xuất hiện, chen chân vào và xuất hiện tư tưởng ngoại tình. Một khi đã phát hiện ra chồng ngoại tình thì việc đầu tiên hãy nhìn lại bản thân mình xem có làm sai điều gì không. Tiếp đến nhìn vào đoạn tình cảm hai người đã đi có xuất hiện những gì khác thường. Vấn đề tình cảm xuất phát do lỗi của nàng hay của chàng thì từ đó mới có phương án giải quyết hiệu quả nhất. Xưa này người đàn ông thường hay chủ động và tình cảm cũng như vậy. Từ bản tính thích chinh phục mà đàn ông mới chính là người đưa ra những lời phe vãn, lôi kéo và dần dần thu hút ánh nhìn của những người phụ nữ khác. Khi bạn hiểu những quan niệm sai lầm này sẽ dẫn đến việc giải quyết sự việc cũng sai lầm. Bởi vậy khi chồng ngoại tình bạn nên tìm hiểu rõ lý do. Nếu như nhất quyết cho rằng lỗi là người thứ ba gây ra thì bản chất vấn đề tôi nghĩ rằng chưa được giải quyết đâu. Khi đó bạn khó mà có thể đảm bảo không có những lần ngoại tình tiếp theo từ chồng. Không có cô đào thì cũng sẽ có cô mơ cô mặn. Vậy nên người chồng của các bạn hay bản thân chính các bạn mới là nguyên nhân dẫn đến những sự đổ vỡ. Và chúng ta cần phải đối diện với sự thật như vậy, chứ đôi khi kẻ thứ ba không phải là nguyên nhân hoàn toàn đâu. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng tôi đã gửi đến các bạn lời tâm sự của một người phụ nữ đang có ý định trèo kéo sếp của mình, nhưng rồi chợt nhận ra câu chuyện đầy cảm động phía sau cặp vợ chồng mà tôi nghĩ rằng rất đáng ngưỡng mộ như vậy. Cùng với đó là những lời chia sẻ về những quan niệm sai lầm trong chuyện ngoại tình hôn nhân đến từ một vị chuyên gia về tâm lý học. Các bạn nghĩ sao về những lời mà chị ấy chia sẻ? Các bạn có đồng ý với quan điểm này hay không? Đừng quên để lại những chia sẻ, những suy nghĩ của mình ở dưới phần bình luận của video này nhé. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.